em vừa xem thì đây là một cái tình trạng mà rất nhiều người gặp phải sau khi mà ngủ dậy, tóc bị vảnh, bị chìa ra rất là khó chịu luôn. Và anh em cố gắng chỉnh lại cái phần tóc chìa này nhưng mà phần tóc chìa nó không hề nghe lời anh em luôn. Thế thì làm sao chúng ta giải quyết được cái tình trạng này? Thì ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng xem ngay ba mẹo sau đây nhé. Và đầu tiên đó chính là gội đầu. Nếu như anh em là người có thời gian hoặc là chịu khó dậy sớm một chút thì hãy gội đầu và xới tóc kiểu lại. Lúc đấy thì tóc anh em sẽ đẹp nhất, chuẩn nhất và dễ tạo kiểu nhất. Nếu như là tôi thì tôi sẽ chọn phương án đó chính là gội đầu. Hơi mất thời gian một chút thôi nhưng đổi lại tóc tôi sẽ rất là đẹp, chuẩn luôn. Hoặc là anh em có thể dành ra khoảng 5 phút để dùng nước ấm làm ướt lại cái phần tóc bị chìa, sau đó xấy lại theo chiều tóc mọc hoặc là cái nếp tóc mà anh em mong muốn. Và thứ hai đó chính là đi tỉa tóc thường xuyên. Thường thì khi ngủ dậy, tóc anh em bị chìa ra ngoài phần nhiều là ở phần hai bên mai. Đấy nên cách xử lý nó là anh em có thể sử dụng cách ép sai. Nhưng nếu cho cách ép sai thì anh em mất khá thời gian để làm cái việc này. Và còn một cách khác nữa khá là hiệu quả, đó chính là anh em hãy đi tỉa tóc thường xuyên để loại bỏ được cái phần tóc mọc ra và bị chìa ra ngoài. Nếu mà đi tỉa tóc ấy, thì anh em có thể chọn cái phương án đó chính là cắt phết. Cắt phết như thế nào? Tức là stylist sẽ cắt đuổi cho bạn từ phần đuôi mai lên phần trên này theo hiệu ứng mở dần. Tức là cắt ở phần đuôi mai khá là sát, khá là trắng và mờ dần, đậm dần theo cái phần bên trên, ngang bên trên này này. Nên là nếu mà chọn cái phương án này, anh em hoàn toàn yên tâm mỗi lúc ngủ dậy. Và cái mẹo cuối cùng đó chính là sử dụng sản phẩm dưỡng tóc. Nếu như mà anh em chăm sử dụng sản phẩm dưỡng tóc thường xuyên ấy, thì tóc của anh em sẽ được cấp nhiều độ ẩm và cấp nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ tóc của anh em. Và sau đó tóc của chúng ta sẽ mềm mượt hơn rất là nhiều. Và khi tóc chúng ta đã mềm mượt rồi thì cái tình trạng mà bị tóc bị vảnh, bị chìa ra sẽ được giảm đáng kể. Và để tóc được mềm mượt hơn nữa thì anh em nhớ sử dụng dầu xả sau mỗi lần anh em gội đầu nhé. Đây là một cái phương pháp mà đòi hỏi các bạn phải chăm chỉ thì mới có được hiệu quả. Và nếu như các bạn chăm chỉ sử dụng phương pháp này thì đổi lại các bạn sẽ giảm được hẳn cái tình trạng mà tóc bị chìa, bị vảnh ra ngoài. Và đặc biệt ấy là tóc của anh em càng ngày càng khỏe đẹp luôn. Vì vậy mà anh em hãy chọn cho mình một cái loại sản phẩm dưỡng tóc, chăm sóc tóc cho mình hàng ngày. Như tôi đang dùng ở đây thì tôi đang có dùng cái chai tinh dầu Facom Seri. Thì anh em có thể thấy là tóc của tôi ấy, tôi nhuộm khá là nhiều và tôi gặp cái tình trạng là tóc bị khô sơ và chảy ngọn. Sau khi tôi sử dụng cái tinh dầu này xong thì cái tình trạng tóc chảy ngọn của tôi được giảm đáng kể. Và anh em có thể thấy luôn trên video tóc của tôi này, khá là mềm mượt và sáng bóng. Đây, thấy luôn. Đó. Nên là hãy nhớ, nếu như sử dụng phương pháp này thì ngoài cái tình trạng tóc anh em bị chìa ra mà được giảm đáng kể thì anh em còn được có một cái mái tóc khá là chắc khỏe luôn. Như vậy thì tôi cũng vừa chia sẻ cho anh em ba cái mẹo để anh em có thể thoát được cái tình trạng đó chính là tóc bị vảnh, bị chìa ra ngoài rồi. Thì mong rằng là sau video này anh em sẽ có mái tóc thật là chắc khỏe và đẹp luôn. Mỗi sáng không phải mất thời gian suy nghĩ về việc mà xử lý cái tóc chìa, tóc vảnh của mình như thế nào nữa. Đấy thì chúc anh em sẽ có một mái tóc thật là đẹp và chắc khỏe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và cũng đừng quên subscribe kênh Bam Xem TV nhé.